Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả bạn đến với con lớp. Ở trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa cái hình ảnh nó vừa trong không chứa bạn nhé, cả về chiều rộng lẫn chiều cao. Thế tại sao mình cần làm như thế? Bởi vì trong thực tế các bạn có những cái bài toán ấy, các bạn cần muốn là gì ạ? Có thể mình có 4-5 cái hình ảnh đây các bạn nhé, và nó xếp ở đây, nhưng mà ngoài cái chuyện chiều rộng nó được fix bằng nhau thì mong muốn là gì? Cái thằng chiều cao nó phải cùng cái chiều cao vùng chứa nhé, để tránh cái việc là gì ạ? Hình ảnh này thì là quá bé và hình ảnh này quá to, nó dẫn đến cái layout của bạn gì bị xê dịch nhá. Rồi thì mình sẽ demo cái trường hợp này. Ở đây thì đây là code của hôm trước nhá. Thì mình sẽ bỏ cái phần logo đi, các bạn bỏ cho mình cái box logo đi này, bỏ đi ạ. Mình sẽ để mỗi cái box đầu tiên là gì? Hình ảnh tự nhiên này thôi. Và ở đây thì mình thêm cái ngoài cái margin, mình sẽ không xử lý bằng margin các bạn nhá. Margin nó chỉ xét được một chiều thôi. Và bây giờ mình mong muốn là gì? Cả hai chiều nó được giới hạn trong bằng cái vùng chứa nhá. Thì mình phải sử dụng cái thuộc tính là gì? Width bằng 100% vùng chứa. 2. Mình cũng sẽ để là 100% vùng chứa nhá. Đấy, trước khi mà mình apply cái này thì mình cũng fix là width đang 500 này, và mình đặt luôn cái chiều cao của vùng chứa nhá các bạn nhá. Sau width này mình đặt cái 2 của nó đi ạ, là khống chế luôn là ví dụ như 400 pixel. Đấy. Rồi, sau các bạn gì load lại base. Mình sẽ mở ra nhá. Các bạn thấy không ạ? Thì lúc này là cái ảnh của nó full rồi các bạn nhé. Đây này. Ở đây là mình có các bạn hover vào natural nhé, là gì? Đấy, kích thước render ra của nó là bao nhiêu ạ? Là 500-400 nhá, đúng bằng kích thước vùng chứa nhá. Nhưng mà khi các bạn click vào đây này, nó sẽ mất đúng không ạ? Đây, đúng không ạ? Nó sẽ ban đầu nhá. Và các bạn hover vào đây thì các bạn nhìn ngay này, cái render cái gì ạ? Cái tức là tỷ lệ khung hình của nó các bạn này, aspect ratio nhá, là tỷ lệ khung hình nhá, là chiều rộng nhân với chiều cao này, đang là tỷ lệ 54 này. Là tức là gì, mình width 100% và height 100%, cho nên gì, nó kéo dài width bằng 100% vùng chứa nhá. Height tương tự như thế nhá. Cho nên là gì, kích thước của nó là 500 x 400 và nó tỷ lệ khung hình là 54. Nhưng mà các bạn nhìn lại góc này là 870 580 nhá. Tỷ lệ khung hình của nó là gì? Là 32 đúng không ạ? Là 1.5, có nghĩa là 1.25 thôi. Cho nên là gì, các bạn nếu mà bạn làm này ấy, thì các bạn đang là gì, vô hình dung. Các bạn làm cho cái ảnh này nó được bị méo các bạn nhé. Đây là may là cái ảnh này các bạn tỷ lệ khung hình nó chênh nhau một chút thôi, nên các bạn nhìn không rõ thôi. Nhưng mà khi mà những cái hình ảnh mà gì, các bạn fix cái container và cái thằng hình ảnh gốc ấy, nó lệch nhau nhiều về cái tỷ lệ khung hình, thì ảnh nó nhìn rất là méo đúng không ạ? Và để ảnh không méo thì chúng ta sẽ có thêm một cái thuộc tính nữa, là các bạn sử dụng cho mình cái thuộc tính object fits bằng cover. Các bạn thấy không ạ? Cover nhá. Cover. Tức là nó vẫn full 100% của cái thằng này. Nhưng mà gì? Nó sẽ gì? Cái đoạn dư thừa ra nó sẽ gì? Nó cắt bớt đi các bạn nhá. Tìm là object fit bằng cover này. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là gì, nó hoạt động như thế nào các bạn nhá. Mình thêm vào đây. Cái điều này này. Nhá. Làm cho gì? Làm cho 100% container, nhưng không giữ được tỷ lệ khung hình các bạn nhé, được tỷ lệ khung hình gốc. Đấy. Cái này object fit các bạn nhé, bằng cover thì gì? Làm cho 100% container và giữ tỷ lệ khung hình gốc. Đấy, và giữ tỷ lệ khung hình gốc, tức là hình không bị bỏ các bạn nhé. Và cái điều thứ hai nữa là gì, cái điều bí mật đằng sau nó làm là gì, nó sẽ là cắt bớt phần dư thừa. Rồi chúng ta sẽ xem là gì. Chúng ta sẽ có hai góc nhìn các bạn nhé. Các bạn sẽ nhìn xem góc nhìn là gì, đại số, tức là gì, chúng ta tính toán như thế nào để được ra cái con số này. Và cái góc nhìn thứ hai là mình sẽ cung cấp cho bạn góc nhìn về hình học nhé. Rồi. Mình sẽ có này, các bạn hover vào trong cái thằng này, đúng không? Kích thước của nó là 500 x 400 này, là cái kích render nhá. Và kích thước gốc của nó là 870 x 580, mình copy này. Đây. Đây mình sẽ giải thích cho bạn cách nó gì, nó tạo ra nhá. Đây kích thước gốc. Gốc của ảnh ấy là gì? Width là 870 và height là 580 pixel. Đơn vị là pixel.
và kích thước gender. Và kích thước gender nghĩa là kích thước bao chứa nhá, là container đấy. Yêu cầu của nó là gì? 100% thì nó là 500 x 400 bạn nhé. Nhân 400. Đấy, pixel. Đấy, thì đây là cái yêu cầu của nó. Rồi. Thì để tính toán được cái việc này, dựa vào tính toán thì các bạn làm này cho mình. Và yêu cầu của mình là gì? Gender ra kích thước này nhưng mà gì? Không được phép nhé. Không được phép là gì? Thay đổi cái tỷ lệ gốc này. Tức là tỷ lệ không bình gốc này phải giữ nguyên cho mình là gì? Là 32 nhé. Và chỉ gì sau này cái phần dư thừa sẽ cắt bớt đi. Thì nó sẽ làm nào? Đây các bạn nhìn này, calculator nhé. Mình bật cái phần tính toán lên. Mình sẽ dùng cái kích thước gốc là width gốc là 870 này. Và mình chia cho cái kích thước width của container là 500 bạn nhé. Container ra ấy là bằng bao nhiêu? Là 1.4. Đây mình ghi lên đây. Thức tính toán được này. Toán nhé. So sánh, tức là compare đấy. Tỷ lệ so sánh đấy là ông đầu tiên là 1.74 này. Tức là cái thằng width này đang gấp 1.74 thằng này các bạn nhé. Và nhân với gì ạ? Khi mà mình chia cho chiều cao là 400 này, mình lấy cái thằng tỷ lệ gốc của nó là 580 là chiều cao này. Chia cho 400 là gốc của nó bạn nhé. Đấy, thì bằng là 1.45 đúng không? 1.45. Đấy, khi các bạn nhìn ra được cái con số là 1.74 và 145, 1.45 rồi. Thế thì các bạn nhìn cho mình là gì? Cái thằng nào là thằng bé hơn? Như vậy cái thằng bé hơn là 1.45 nhé. Cho nên từ đây mình kết luận là gì? Bé hơn đấy. Công việc của mình là mình đang dì sai cái ngành lại mà đúng không? Cho nên mình sẽ lấy cái chiều bé hơn, cái tỷ lệ mà bé hơn đấy, để làm cái tiêu chuẩn bạn nhé. Lấy width, lấy gì? Lấy số bé hơn làm tiêu chuẩn. Làm tiêu chuẩn tính toán. Và cụ thể ở đây là gì? Mình sẽ lấy con số đây các bạn nhé. Mình sẽ lấy con số là gì ạ? Bé hơn là chiều cao không? Lấy 580. Làm tiêu chuẩn tính toán nhé. Đấy, 580 là theo cái thằng gốc này. Hoặc là nếu mà chúng ta lấy theo container đúng không ạ? Chúng ta giả sử thì chúng ta sẽ lấy con số 400 đúng không ạ? Lấy theo con số thực tế nhé. Tức là mình giả sử rằng là cái hình ảnh của mình đã được resize về 400 pixel rồi. Nhớ là cái điều này chỉ kết luận được lấy con nào là gốc nhé. Hai cái điều này nó gì? Cái thằng 1.45 nhỏ hơn này. Nên mình sẽ lấy con số 400 này. Mình giả sử nhé. Tức là giả sử con số 400 này con số gì? Đã được resize, tức là người dùng cầm cái hình ảnh và kéo thu nhỏ lại đúng không? Thu nhỏ hai chiều các bạn nhé. Và giữ đúng tỷ lệ khung hình là 32. Đây là 32. 3 x 2. Đấy. Thế thì hỏi bạn là nếu mình giả sử là 400 nó đã kéo về đúng, tức là width là 2 là đúng nhá. Thì lúc này cái width được tính toán dựa vào gì ạ? 400. Có phải đúng tỷ lệ khung hình là 32 thì là gì? Width phải bằng 1.5 lần 3 chia 2 đúng không ạ? 1.5 lần so với lại thằng gì? Thằng chiều cao đúng không bạn? Là 1.5 đúng không ạ? Là gì? Là 400 x 1.5 là 600 đúng không? Pixel. Như vậy các bạn thấy là gì? Khi mình dùng đúng cái tiêu chuẩn này thì mình sẽ tạo ra cái hình là 400 x 600. Đúng không ạ? Mình kéo về. 400 thì nó vừa đúng với chiều cao này, ok đúng không ạ? Thì hình giữ nguyên 400 chiều cao này. Nhưng mà 600 này nó vượt quá cái thằng 500 này các bạn, đúng không? Như vậy là sorry các bạn nha, mình viết nhầm đấy. Đây là 600. Đúng không? Width là 600 mà. 600 x 400 nhá. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là gì? 400 nó là đúng như cái chiều cao mình giả sử đúng không? Cái điều là tại sao mình giả sử 400 này dựa vào cái việc mình so sánh con bé bạn nhá. Cái thằng nào nhỏ hơn thì mình sẽ lấy làm gốc là 400. Như vậy là cái chiều rộng là 600. 600 mà so với cái chiều rộng của container là bao nhiêu các bạn? Là 500. Như vậy cái bài toán này mình phải cắt 100 pixel ở trong cái width các bạn nhé. Và các bạn thấy rõ cái điều này qua cái hình ảnh này. Đây. Thì đây là cái cách thằng Object Fit Cover nó làm nhé. Nó tạo ra một cái ảnh 600-400 này. Và nó cắt bớt đi. Đây các bạn nhìn nhé. Mình sẽ copy image address này. Mình đưa sang bên đây. Đấy, các bạn nhìn cái ảnh gốc của nó nhé. Là cái chiều rộng của nó là kéo dài đến cái hình hoa này các bạn này. Và các bạn nhìn cái ảnh của mình này. Object fit bằng cover chưa? Đây. Mình sẽ xem lại tí nha. Cover object fit mình chưa thêm vào à? Đây. Cover rồi các bạn nhá. Mà bạn nhìn thấy cái hoa này rõ ràng bị cắt này. Đúng không?
nhá. Cắt vào đây này, nó cắt đúng vào cái điểm này các bạn nhé, là 100 pixel đấy, đúng không? Còn bình thường của nó phải hai cái hình hoa này các bạn, đúng không? Các bạn nhìn hai cái hình hoa này, nhưng không, nó cắt vào đúng cái hoa này này, chính là cái hoa này các bạn nhé. Còn cái chiều cao của nó, các bạn nhìn cái cạnh này nhá, cái hình này, lá này đấy, thì cái lá này vẫn giữ nguyên các bạn này, thấy không? Bạn thấy không? Cái lá này, cái lá bạn nhìn kỹ nhá, nó giữ nguyên. Và cái hình trên là hai hoa này, và hình trên hai hoa giữ nguyên. Đấy, thì đây là cái cách thằng Object Fit bằng cover nó hoạt động nhá. Đại loại là gì các bạn? Nó sẽ kéo cái hình của các bạn thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại khi nào thì nó thu nhỏ theo cái chiều mà tỷ lệ nó thấp hơn nhá. Và nó chạm được cái chiều thấp hơn thì ở đây cụ thể nó chạm 2 này, thì cái width còn dư thừa thì nó cắt đi các bạn nhé. Và nhớ là gì, nó giữ đúng cái tỷ lệ khung hình. Thì nhìn vào cái hình vẽ này thì mình cũng có tạo cho bạn một cái hình vẽ để các bạn demo nhìn này. Thì ví dụ như ở đây nhá, mình có một cái hình ảnh đây, hình ảnh của mình này. Và đây là container các bạn nhé. Và tỷ lệ đây, mình đưa vào đây, thì rõ ràng là tỷ lệ chiều cao này lớn hơn các bạn, đúng không? Chiều cao lớn hơn cái chiều rộng này. Cho nên các bạn nếu mà co vào đúng cái tỷ lệ hình ảnh, nhớ là phải co đúng tỷ lệ hình ảnh nhá, thì nó cái chạm vào cái thằng width trước các bạn, đúng không? Đây, nó sẽ co. Đấy, thằng width này sẽ chạm trước này. Các bạn thấy không? Bây giờ nó vừa width. Lúc này cái phần dư thừa thằng chiều cao này có phải nó chém đi không? Đó, thì đây là cái tư duy của nó các bạn nhá. Giữa gì? Giữa các bạn nhìn bằng cái việc các bạn giữa mình tính toán các bạn và một cái hình ảnh mình mô tả các bạn. Hy vọng rằng các bạn có thể hiểu được cái tư duy của Object Fit Cover. Và cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.